Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề trồng cây hoa giấy, thì cũng nhân tiện thời gian rảnh rỗi cuối tuần các bạn nhé. Đó thì mình làm thêm một số clip về trồng cây cảnh để các bạn tham khảo nhé. Và hy vọng là sẽ cung cấp cho các bạn được một số thông tin hữu ích nhé. Trong việc là các bạn trồng cây cảnh để các bạn chơi hoặc là các bạn làm vườn nhé. Rồi thì trong clip hôm nay thì chia sẻ các bạn về cái cây hoa giấy Nhật các bạn nhé. Đó, tức là chăm sóc cái cây hoa giấy Nhật vào mùa mưa nhé. Đó, thì hiện nay là mình đang ở khu vực Tây Nguyên các bạn ạ, và được bước vào đầu mùa mưa. Lượng mưa thì rất là nhiều các bạn nhé, chủ yếu là mưa vào tầm 4 giờ chiều cho đến khoảng 10 giờ đêm các bạn ạ. Lượng mưa đổ xuống rất là nhiều luôn. Đấy, cho nên là không khí ẩm và nước rất là nhiều. Đó, thì cái cây hoa giấy Nhật, thì đặc biệt của cây hoa giấy Nhật vào cái mùa mưa thì nó ra lá phát triển chậm các bạn ạ. Đấy, phát triển chậm và hầu như là cái cành lá thì nó vẫn ra đều nhưng mà nó ra chậm hơn mùa nắng các bạn. Về mùa nắng thì cái tốc độ phát triển của cây hoa giấy là khoảng gấp lên khoảng 3-4 lần các bạn nhé. Nếu mà so với một thời gian như thế thì tốc độ phát triển nó nhanh hơn, bởi vì cây hoa giấy Nhật thế là hoa giấy Việt Nam thì nó phù hợp với cái thời tiết nóng và ẩm các bạn nhé. Đặc biệt là nó phù hợp với cái khí hậu của miền Nam và Tây Nguyên. Đấy, cho nên là ở khu vực miền Nam và Tây Nguyên thì các bạn thấy rằng là vào trong này thì người ta trồng hoa giấy rất là nhiều. Đấy, và hoa giấy ra hoa rất là đẹp nhé. Mình có cảm giác là hoa giấy ở miền Trung, ở miền Nam và ở Tây Nguyên là đẹp hơn hoa giấy ở miền miền Trung và miền Bắc các bạn ạ. Bởi vì trong này thì nắng nhiều hơn nhé. Đấy, cho nên là đặc điểm vào mùa mưa là nước nhiều. Thì khi các bạn trồng ấy, các bạn trồng mà nếu như mà các bạn trồng ở dưới trực tiếp dưới đất ấy, đã, tức là các bạn không cần dùng chậu đúng không, thì các bạn chú ý là thoát nước tốt cho cái cây hoa giấy các bạn nhé, tức là đừng có để nó bị ngập úng. Đấy, trường hợp mà cái cây hoa giấy nó ngập úng lâu ngày, ví dụ như một tháng hoặc hơn một tháng 2 tháng là nó có thể úng rễ và nó chết các bạn ạ. Đấy, cây hoa giấy mà úng rễ là nó chết, nó vàng lá nhé. Thì các bạn thấy rằng những cây hoa giấy nào mà nó vàng lá đó, trong thời gian dài đấy, từ sau một tháng hoặc là tháng rưỡi trở lên mà nó vàng lá là có thể là cây đang bị ngập nước, thì các bạn phải thoát nước tốt đấy, khi các bạn trồng ở dưới đất nhé. Rồi, trường hợp mà các bạn trồng ở trên chậu ấy mà các bạn để ở ngoài trời ấy, thì nếu mà lượng mưa lớn như thế, như ở Tây Nguyên các bạn là mưa hầu như là cứ 2 ngày mưa một lần các bạn đấy, có khi là cả tuần là ngày nào cũng mưa, thì nếu các bạn trồng chậu là cái nước ở trong chậu thì rất là nhiều này, đấy nó đầy lên đấy, thì nó có thể là gây thối rễ. Thì lúc đấy là chúng ta phải dùng cái vải bạt các bạn nhé. Đấy, bạt để các bạn che. Đấy, bạt có thể là bạt ni lông hoặc là bạt bóng như đó, các bạn che bớt ở trên này để cho tránh cái lượng nước ở trên xuống cái chậu này quá nhiều nhé. Đấy, còn riêng đối với mình ở đây thì cái cây này là mình để ở dưới mái hiên các bạn ạ. Ở cái khu vực này là trong mái hiên này, từ đây đổ vào là trong mái hiên, còn ở phía vị trí này ra ngoài là phía ngoài trời đấy, cho nên là lượng nước xuống đây thì cũng vừa phải, không có nhiều lắm. Đấy, thứ hai là cái cây này thì mình trồng khoảng 2 năm các bạn này. Đấy, dâm từ cành luôn, các bạn thấy nó lớn không? Đấy, khi mình dâm là cái cành của nó chỉ bằng ngón tay này, mà 2 năm là nó lớn được như thế này rồi. Đấy, gần bằng cổ tay luôn. Đấy, bởi vì có một cái đặc điểm là khi trồng ở dưới chậu này các bạn này, ở đây đang có cái phân chuồng này các bạn nhé. Đấy, có phân chuồng đây nhá, đen đen này này, mình mới bón cách đây khoảng 1 tháng nhá. Đó, và cả phân đạm NPK luôn. Đó, thì cái khi mà nó phát triển mạnh lên là cái rễ của nó rất là mạnh các bạn ạ. Đấy, nó xuyên thủng cái đáy luôn. Xuyên thủng cái lỗ bầu này và nó chui xuống dưới đất các bạn này. Đây này, chui xuống đất đây luôn. Và cái rễ này là rễ cọc của nó này. Đấy, rễ cọc này thì nó xuống dưới này là nó vừa ăn chất dinh dưỡng và nó hút nước ở dưới này luôn. Cho nên cái cây này phát triển rất là nhanh này. Cho nên nếu mà cái bầu như thế này thì nó sẽ phát triển rất là chậm. Đó. À, đây mình lấy cái chỗ à. Cái này mình cào đây cho các bạn xem nhé. Đây này, mình cào đây các bạn xem đây, cái rễ nguyên của nó đây này. Đây, rễ nó rất to luôn. Đây, rễ rất to luôn các bạn này. Đó. Đây. Ở đây một cái ở đây là cái nền bê tông nhà mình làm khoảng 20 năm rồi. Nói chung là cái bề mặt ở phía trên là nó cũng hơi mục, cho nên là cái rễ này nó đâm xuyên xuống cả dưới này luôn. Đấy, nhưng mà ở dưới này toàn cát không các bạn này. Cát không ở dưới. Và cái cây hoa giấy không biết là nó ăn cát hay nó ăn gì dưới mà nó lên rất là mạnh các bạn ạ. À, mình lên mình hơi bất ngờ luôn. Đấy. À, cho nên là do là cái cây này nó đang ăn rễ xuống dưới đáy các bạn này, cho nên là mình cũng không chuyển đi. Nếu như mà nó chỉ ở trên bầu như thế này thì mình đã chuyển đi rồi. Đấy, cho nên đang làm tạm thời ở đây. Rồi, cái vấn đề thứ hai nữa là về cái mùa mưa thì nó theo mình là nhiều nấm mốc các bạn nhé. Đấy, nấm mốc rất là nhiều. Đó, cho nên là cái thân nó sẽ hay bị nấm các bạn này. Đấy, hay bị nấm ở đây này.
Đấy. Cho nên về mùa mưa thì cái cây hoa giấy nó phát triển chậm lại. Đấy thì các bạn có thể dùng kéo các bạn tỉa bớt đi nhá. Tỉa bớt cành và lá đi. Đấy, không cần để rậm quá đâu, bởi vì để rậm quá thì khí hậu vừa ẩm vừa nữa là nó có thể là gây bệnh cho cây hoa giấy. À, đấy các bạn, cái này thì mình đã cách cách đây khoảng 4 tuần nhé, tức là mình đã tỉa cành cho nó trước khi mùa mưa đến là mình đã tỉa cành rồi đó. Thì sau khi tỉa cành thì nó cây nó thoáng hơn đấy, các bạn thấy không đấy, từ dưới lên trên là thoáng hơn thì nó đỡ ít nấm mốc và đỡ bệnh hơn. Đây cành non nó mới ra hay các bạn này, cây phát triển rất là khỏe luôn nhá, khỏe rất là khỏe mạnh luôn đó. Thì khi hôm mà mình tỉa cành là cái cây này nó rậm lắm các bạn ạ, đấy, nó rậm đến nỗi là không nhìn thấy cái gốc dưới này luôn, đấy, không nhìn thấy cái gốc này mà chỉ còn lá không lá không. Đấy. Ở đây là mình đang nói chung là chưa tạo tán được, nhưng mà mình đang cố gắng là làm một cái tán ở phía dưới này nhá, phía dưới này, rồi thêm một cái tán ở phía trên này nữa, là hai tán, tán trên và tán dưới, nói chung là làm tròn tròn vậy thôi. Thì mình trồng là để mình chơi ở trong gia đình thôi các bạn nhé, để vào những cái dịp lễ, chẳng hạn như lễ Tết hoặc là vào những cái mùa hè trời nắng thì cho nó ra hoa trong gia đình cho nó đẹp vậy thôi. Đó. Ở cái thời điểm cách đây khoảng hơn 1 tháng là nó rậm lắm các bạn ạ. Đấy, những cái cành, cái thân chính ở trong này là nhìn không thấy được luôn này. Đấy. Và cái hôm mình ra đây thì có cái sắc rắn là nó ở đây là nó nằm nó sắc rắn nó nằm đây luôn. Đấy, mình thấy là mình cũng hơi giật mình. Và sau đây là mình phải quyết định là cũng phải tỉa bớt đi, chứ bây giờ mà vườn mà rậm cây cối rậm như thế này là chúng ta phải tỉa, không là rắn rết thì một số cái con là rất là sợ các bạn. Đó, ngoài kia các bạn, đấy, ngoài vườn ở xa của mình ngoài kia là cũng lầm cỏ liên tục đấy. Đấy. Nhưng mà vào mùa mưa là nó cỏ lên rất là nhanh, với cây phát triển, cái cây cối phát triển rất là mạnh. Đấy. Cho nên là cây hoa giấy cũng vậy các bạn nhé, đấy, các bạn nên tỉa bớt đi. Đấy, sang sang mùa mưa là sang sang cái mùa nắng, thời điểm nắng nhiều là mình sẽ bắt đầu bón phân lại, bón phân trùng hoai rồi là bón phân đạm NPK lại cho nó, để đầu là nó phục hồi sức và nó sẽ bung sức vào cái thời điểm mùa nắng nhiều đấy, và nó ra hoa các bạn nhé. Rồi. Thì khi các bạn tỉa cành thì các bạn có thể sử dụng kéo nhé, đấy kéo cắt cành các bạn này, đây nhá, đấy cái kéo này thì chúng ta dùng tùy các bạn, nói chung thì kéo cắt cành bây giờ có giá khoảng tầm 90.000 đến 200, đấy thì các bạn có thể sử dụng một cái kéo cắt cành này. Rồi thứ hai là các bạn có thể dùng kéo nhá để chúng ta cắt những cái cành nhỏ. Rồi, ở đây các bạn này, ở đây thì những cái cành nào mà nó nhỏ các bạn nhé và nó yếu ấy, yếu và nó sẽ không trở thành cái cành chính được thì chúng ta cũng nên cắt bớt nhá. Chúng ta không không nên để cái cây nó quá rộng. Đó, ví dụ những cái cành mà ở dưới gốc này các bạn này. Cành này thì không cần thiết lắm nhá. Đó. Những cái cành bé xíu như thế này thì mình để nó không có tác dụng gì hết nhá. Đấy. Và nó để cho nó phát triển, cắt bớt để nó phát triển cái cành lớn hơn, đấy những cái cành chính. Đó các bạn này. Đấy, những cái cành con này là mình cắt đi, không để làm gì hết ha. Và nó rậm cây lắm, nó rậm cây và nó không không được đẹp lắm đấy. À, ở đây thì hôm mà mình tỉa thì rất là nhiều các bạn, mình tỉa rất là nhiều luôn đấy, mình cắt hết tùy lá đấy, nhưng mà sau khoảng hơn 1 tháng trở lại đây thì bây giờ lá non nó đã ra như thế này rồi, những cái mầm non nó đã ra như thế này rồi. Ở bên cạnh là có cái cây hoa giấy Việt Nam các bạn này. Đây. Cây này thì mình đã giới thiệu ở video trước rồi nhá. À, các bạn quan tâm về cái cây hoa giấy Việt Nam này thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình nhá để các bạn tham khảo thêm nhá. Rồi, thì mình vừa chia sẻ các bạn về cái việc chăm sóc cái cây hoa giấy Nhật rất là đơn giản vào mùa mưa nhá. Đó là các bạn chỉ cần tỉa bớt cành lá đi, cây nào rậm quá thì chúng ta tỉa bớt. Còn cây nào mà cành lá bình thường thì chúng ta không cần thiết. Đó. Và chúng ta cũng về mùa mưa thì chúng ta không cần phải tưới nước rồi đúng không? Đó. Các bạn chỉ cần bón phân thêm thêm như nó thôi. Nói chung là mùa mưa thì các bạn cũng không cần bón nhiều phân, bởi vì nếu các bạn bón nhiều phân mà các bạn để ngoài trời thì
lượng nước nhiều là cái phân nó có thể trôi theo nước nó đi ra ngoài các bạn nhé. Và thứ hai là phân nhiều thì có thể gây ra hiện tượng nấm mốc và bệnh cho cây. Đấy, cho nên là vào mùa mưa thì chúng ta cũng bón phân vừa phải thôi, và cái khoảng cách bón phân là chúng ta phải phải dặn rộng ra các bạn nhé. Ví dụ như bình thường là mùa nắng thì các bạn bón 2 tháng lần, thì mùa mưa chúng ta bón 3 tháng lần đấy, hoặc là 4 tháng một lần đó, để tách tách cái lượng phân bón ra các bạn nhé, để tránh cái hiện tượng nấm mốc. Thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, và chúc tất cả các bạn trồng hoa giấy thành công nhé. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn sẽ tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.